Rồi bây giờ mới được chính thức quen với hai em ha. Thấy hai em ở trên chương trình rồi. Nhưng mà bây giờ gặp ngoài đời á thì thấy là bạn Tony là đẹp hơn trong hình. Thì không biết là Sơn có sau quá trình quen là có tư vấn thêm, tại vì biết là em làm shop mà em có gu từ đầu tới cuối luôn đó chị. Thấy từ đầu đến chân luôn. Đồ của Tony là họ má em từ quê lên là em xếp xếp xếp, lúc mà tôi là em có ở nhà là em xếp 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 xong cái má em về quê mất cho đi là cho hết, không còn cái gì luôn rồi. Nhưng mà có một cái dạy là làm cho người yêu của mình đẹp hơn, đúng không? Cái này là kinh nghiệm nhãn tiền của chị luôn á. Khi mà chị coi Không A thì chị cũng có biết câu chuyện tình yêu của hai em sơ sơ rồi, là gặp nhau trên Đà Lạt xong rồi tia nhau. Rồi nói chung là cái đó thì cũng truyền thống. Chị thắc mắc là sau bao lâu thì nắm tay, sau bao lâu thì hôn nhau? Thật sự là không nhớ nổi luôn đó chị. Nó lâu hay là nó nhanh? Nó lâu, với lại những cái đó nó xảy ra kiểu như rất là tự nhiên á. Nhưng mà lâu không? Tôi muốn biết vậy thôi, cần bao nhiêu thời gian thôi? Mấy tháng á. Ôi trời. Tôi này về nhắn tin cho em là em đâu có trả lời đâu. Ủa sao vậy? Không phải gu của em. À vậy hả? Chứ giờ gu của em là sao? Gu của em là những người kiểu như lớn hơn em nhiều tuổi á. Nghĩa là mình thích cái ngoại hình nữa. Dạ. Rồi tại sao sau đó em trả lời? Nhắn nhiều. Nhắn mỗi ngày luôn chị. Thời gian đầu giống như là mình giống như là làm quen làm bạn thôi. Tại vì lúc đó thời gian này em mới ra Sài Gòn em ở, chưa có nhiều bạn cho nên em bắt đầu em làm quen, nhắn tin, rủ đi chơi này nọ mà. Sau bao lâu thì bạn trả lời lại em? Ngày nay em cũng trả lời hết. Mà kiểu giống như là em nhắn nhưng mà chiều hôm nay thì phải kéo ngoài chiều ngày mai hoặc là tối ngày mai mới trả lời. Làm giá. Mà trả lời thông tin là chị. Tới lúc nào là bắt đầu có cảm xúc? Tại em thấy nhìn cũng hiền á. Với lại dễ thương, mà lúc em cũng chả quen Nam mấy năm rồi cho nên tôi này rủ đi xem phim thì xong rồi bắt đầu đi xem phim. Đó là bắt đầu có cảm xúc. Dạ, xong rồi về là đi chơi nhiều hơn. Quan trọng là cái phim em chọn. Phim gì? Không nhớ phim gì luôn, hai người vô coi phim không hề coi phim luôn rồi. Nhưng mà sau mấy tháng sau thì mới chính thức là hồng. Đi Đà Lạt cùng nhau nữa chị. À quay trở lại. Dạ. Chị thấy em nuôi 4 con mèo. Ai chăm mèo? Em chị, tại vì mèo của em mà. À 4 con của em hết? Cái này chỉ cho anh thôi, hốt này kia thì em hết. Cái hốt đó mới là cái nào nhất. Đúng rồi, lúc trước thì em cực kỳ ghét mèo luôn, em không thích mèo. Em thích chó thôi. Về sau giống như là mình nuôi mèo nhiều nhưng mà kiểu giống như mình tiếp xúc với mèo nhiều, mình thích mèo hơn. Kiểu giống như mèo thì nó sẽ đi vệ sinh đúng chỗ hơn. Đúng. Nhiều con nó cũng phải ngoan, chính nó ngoan giống như chó vậy chị. Còn em thì có thích chó không? Dạ có, em thích động vật mà. Như vậy thì cuộc sống của các em sau khi lên chương trình Come Out xong thì nó có cái gì thay đổi không? Thay đổi nhiều lắm chị. Sao? Mọi người tìm tới nhiều hơn á, mọi người yêu quý nhiều hơn, rồi có rất nhiều bạn suốt ngày gửi quà tới, bánh kẹo. Rồi kiểu như thấy em đăng lên là lỡ miệng hay gì cũng là làm xăm từ dưới quê xong mang lên đây. Mà không phải những bạn nhỏ chị, cô lớn mà chị lớn nữa. Mày xăm lá xăm đó chị. Mà làm thành cái xương xáo rồi cái mang lên. Như là những cái quà quê. Dạ đúng rồi chị. Rất là quý. Cóc này kia, trời mấy đó quý lắm luôn á chị. Bên cạnh đó thì có cái gì tiêu cực không? Dạ có. Khi mà em đọc mấy cái comment Kitchen Come Out thì mấy bạn nói là cái cặp này nhìn chắc quen chơi, quen cho vui, quen không có bền bằng cặp kia, rồi nhìn không có so chắc sánh chắn bằng cặp kia, so sánh nhiều với nhiều cặp kia chị. Nhìn hai đứa nó nhỏ quá, không có chững chạc gì. Cái quan trọng là cái khoảng thời gian ở bên nhau bây giờ được bao nhiêu lâu rồi? Cũng gần được 4 năm chị. 4 năm. Các em đọc comment thì cảm xúc của Sơn là buồn. Dạ. Còn của Tony thấy sao? Em thì thường là em bận, em không có nhiều thời gian để đọc. Em quan tâm nhiều hơn. Vậy lúc mà Sơn đọc Sơn buồn có tâm sự lại với em không? Có, cả lúc đầu thì em cảm thấy hơi buồn với lại. Nhưng mà về dần về sau thì mình lại không có quan tâm nhiều nữa. Các em có cái dự tính gì chưa trong tương lai là? Trong tương lai thì em kiểu như qua chỗ công ty của tôi này bên Úc á chị. Là em đi cùng qua bên đó sẽ gặp ba nuôi tôi này kia á chị. Em có tính làm việc giống tôi này không hay là qua để nhìn không ngó cuộc sống thôi? Em chỉ qua để tham quan với lại biết thêm thôi à chị. Trong 4 năm hai người quen nhau thì có khi nào nhìn thấy cái lúc nóng nảy nhất của người bên kia chưa? Có, lúc đầu mà thời gian quen nhau thì em rất là nóng. Lâu lâu mà bạn mà không làm cái gì mà đúng ý em rất là nóng, khó chịu. Nhưng mà về sau á, mình hiểu với nhau giống như là bạn hay ngang á. Kiểu giống như là mình cứ thích làm cái của mình á.
hơi bị ngang nhưng mà về sau thì hiểu đứng với nhau rồi. Thì thôi, chứ hồi đầu nóng thì là la hả? La, đập đồ. Đập đồ bỏ về. Có một lần em đập kinh thoại. Là quyền hợp của em. Xong rồi có mua lại không? Không, điện thoại không bị gì hết. Em có ghen không? Không, dạ không. Không ghen? Wow, ngược lại có ghen không? Nó mới về chứ phải không ghen sao? Ồ, ghen, ghen sao? Thường thì có nhiều bạn nữ với bạn trai nhắn tin là chúc ngủ ngon, anh ngủ ngon nha. Là bò sẽ vô để dịch điện thoại vô đọc là có anh ở đây rồi, không cần phải chúc ngủ ngon nữa. Vậy luôn, rồi bên kia nói sao? Bên kia cứng cứng họng luôn hả? Dạ, cứ im xin lỗi thôi chị. Vậy là từ giờ tới đi Trinh quen được một cặp rồi thì Trinh phải chúc ngủ ngon đủ một cặp. Nhưng mà Trinh phải gửi cả Sơn trước nữa chứ, giờ Trinh gửi cho Tony rồi đang thai bên này chưa kịp ngồi quay chuyện. Con gái là em không có quan tâm lắm. Rồi. Ngược lại bên này có gì không? Để thấy em liếc nhẹ con gái. Bên này có ghen không? Không có ghen. Tại em mấy cái hành động của em với mấy cái của em nó không có làm để gì để mà phải ghen đó. Nếu nói như vậy thì em thấy là hành động của Tony có cái để ghen đúng không? Cũng hay thả thính rồi kia, chỉ biết là người ta nhắn tin cũng hay trả lời lắm. Kiểu giống như mình thân thiện, mình rep tin nhắn hết. Nhưng mà cái cách trả lời nó là sao? Có nhiều khi kiểu như bị bệnh này kia, người ta cũng nhắn tin hỏi thăm. Nhưng lúc đó là lúc mới quen thôi. Thuốc này kia chưa, uống thuốc này kia chưa chị? Quan tâm giống như không là chấp nhận thân lắm à. Xong rồi lúc đó em nói là ủa làm gì mà mới chỉ phải nói ăn cơm chưa này kia các kiểu xong rồi kia. Cái là từ sau không có nữa. À, bây giờ hết rồi. Dạ, hết rồi. Còn bây giờ còn tật xấu gì không? Thôi đi. Em không kể là chị quanh ngược lại là bạn có thêm cơ hội á. Chắc là hay anh đánh rắm. Em sợ cái đánh rắm nha, mà suốt ngày cứ anh đánh rắm nhá, đánh rắm bây giờ. Là kiểu như em là kiểu như em chọc gì, kiểu như em ngồi vậy nè, em phá là kiểu đi ra đi đánh rắm bây giờ. Nè em đừng làm chạy. Tiếc hả? Ơi, nhưng mà em đã bị hưởng trọn bao giờ chưa? Nhiều lắm chị, nhưng mà chị hù thôi. Mà lúc mà em đang làm việc chị game rồi đang làm việc gì em thấy em phá. Em có thể làm bất cứ lúc nào luôn hả? Em hù cái là được rồi. Đừng loạn là không có, nhưng mình hù sợ chạy. Okay. Bên này thì ngoài ghen ra còn gì nữa không? Dạ. Suy nghĩ. Dạ, sao suy nghĩ nha. Không trầm như cái này chắc nghiêm trọng rồi. Sao? Chuyện mình đánh rắm thì em bây giờ em không hết, nhưng mà đến lượt bạn đó. À. Giống như là mình đổi vị trí á. Giống như vậy, lúc trước mình là mình sẽ nổ lớn tiếng. Còn bạn thì bây giờ mình lâu lâu đang ngồi, em đang ngồi chơi game tự nhiên bạn ngồi đến một cách rất bình thường, mình xì một cách là nhẹ nhàng. Trời ơi, nó bị ác á. Này rất là lười xếp đồ chị. Phân ra công việc riêng, nghĩa là em là người giặt đồ, phơi đồ thì bạn bỏ xuống, nhỡ vụ là phải bỏ, đêm là phải bỏ giặt xuống. Giặt là bỏ vô máy đúng không? Đúng rồi chị. Em khôn rồi. Nhưng mà lên sân thượng phơi đồ rất là nóng. À là em phơi. Em phơi đồ nữa, xong rồi em phải gom đồ xuống. Em chia đồ này nọ ra xong rồi bạn xếp đồ. Mà thường á là hôm nay mà thấy mà đống đồ ít quá thôi, để đi ngủ ngày mai xếp. Ngày mai nhiều hơn nữa rồi xếp xong. Cái đống đồ để trên giường, chừng nào đi ngủ thì bỏ qua ghế. Còn ghế thì để lại lên giường đúng không? Còn gì nữa? Cái này thật xấu hay chơi game á chị. Sao? Vừa mở mắt ra là chơi game. Hồi xưa thì chơi kiểu như chơi liên tục quá thành bị em nhăn á. Thì bây giờ hết, chơi liên tục. Facebook của bên hai bên là có biết mật mã password của nhau rồi. Tại vì anh lúc trước bạn Sơn bị mất Facebook rồi toàn lấy Facebook của chiếm hữu Facebook em xài luôn. Có bao giờ là vô em mất luôn á. Là em nghĩ là chính thức mất Facebook luôn. Có bao giờ vô unfriend bạn của em không? Có chứ chị. Trời ơi vào nha. Lướt thấy không mặc đồ đúng không? Unfriend nha. Đúng. Em làm vậy là đúng. Em là trong sạch Facebook cho dùm cho Tony. Yeah. Bây giờ mình chơi trò chơi hiểu ý nha, để coi là thực sự hai bạn có hiểu ý giống như là những gì đã chia sẻ với Miko hay không. Bộ phim yêu thích của Bo là gì? 15 giây. Khó quá chị ơi. Em nghĩ là không khó. 2, 3. Tiên Hắc Ám, phim hoạt hình Pokemon. Ok. Ok, đến luôn. Em sao em không biết bạn anh thích Pokemon luôn hả? Anh xem một ngày mà anh không nhớ hả? Hả? Thích cả Pokemon. Trời ơi, suy nghĩ thế. Tốt nha. Anh suy nghĩ những cái tự nhiên thôi. Anh đừng có suy nghĩ sai sai quá. Chị đánh đốt nhẹ. Trời ơi. Theo nè, trả thù. Đồ uống mà Tony thích nhất.
Đập tiếng em coi. Biết rồi. Bạn mà trả lời đúng là em chết thật sự. 2, 3. Coca đúng. Trời ơi. Các bạn dự định tổ chức lễ cưới ở đâu? Nếu có. Thấy khuôn mặt tự tin chắc là cũng có bàn với nhau sơ sơ rồi. Không, cái này tụi em có cũng có lúc nói tới nhưng mà chứ không phải là bàn. Đẹp. Em ghi 2 đáp án luôn được không chị? Được. Biển hoặc Úc, Maldives, bãi biển. Coi như đúng cái biển. Rồi, câu cuối cùng. Size giày của Sơn là bao nhiêu? Em đánh giày mà chị. Vô. Thông thường thông thường là 39 với 40 chị. Thôi chị không biết cái này. Em không nghe 39 luôn. 39 anh phải ghi 39 40 thì nó mới đúng. Nhưng mà thường là 39. Bên này ghi 40 40. Phải ghi như vậy nè. Nói chung là hôm nay em bị nhìn ăn cơm rồi. Hồi nãy là cái game vui vui thôi. Mà chị thấy từ nãy giờ nha, thấy Sơn là khó giữ. Em khó lắm chị. Lúc mà em giữ em làm gì, ngắt nhéo làm gì? Hay nhanh xong em im. Nói nhiều thì nhiều xong rồi im. Không có hành hung đúng không? Không. Chắc không? Dạ. Bây giờ thì chị muốn nói chuyện riêng với Sơn xíu nè. Để từ từ hiểu hơn nè. Để làm cho bạn hết giận em nè. Được không? Dạ rồi. Xin phép xíu nha. Mà chị ngồi. Cảm ơn em. Đây là mối tình qua năm thứ tư, nó cũng dài, một quãng thời gian dài. Người ta kêu một cái chuyện tình cảm có từng giai đoạn rõ ràng đúng không? Đam mê cuồng nhiệt. Thì bây giờ em đánh giá cái mối quan hệ của tụi em đang vô giai đoạn nào? Giai đoạn của em giống như là sống thử vậy á, không có cảm giác chán. Có nhiều những cái lãng mạn bất ngờ dành cho nhau không? Ít lắm chị, tại vì ở chung nhà mà. Chưa ở chung thì là bất ngờ chị. Hồi nãy á, khi mà hỏi câu hỏi thì cả hai bạn đều trả lời đúng cái câu đó. Chứng tỏ cũng có nói chuyện với nhau nhưng mà cũng chỉ là nói băng qua là sau này nếu mà mình cưới thì mình sẽ ở đâu, làm cái gì, kiểu là đã từng nghĩ tới. Dạ đúng rồi. Vậy em có nghĩ là muốn cưới không? Có chứ chị, tầm khoảng 2 năm nữa thì tụi em sẽ đám cưới. Trong mối quan hệ của tụi em còn cái vấn đề vướng mắc gì nữa không? Vướng mắc lớn nhất là chắc là gia đình của yêu em á. Gia đình của người yêu em biết là quen em luôn nhưng mà vẫn không chấp nhận đó chị. Mẹ thì gặp mẹ thì hiền lắm, em có về nhà rồi. Không có ba ở nhà thì mới dám về thôi. Ba thì kiểu như khó tính. Mẹ thì hiền, có nghĩa là vô gặp thì vẫn tiếp đãi với mẹ là dễ bà. Thương này kia lắm chị, còn ba thì khó tính. Em cũng sợ đúng không? Ba tức, chứ là ba cũng tức qua em của tụi này với mẹ luôn. Tội hai người đó. Cái biểu hiện buồn nhất của tụi này là em thấy là có bao giờ rơi nước mắt không? Cái đó thì chắc không cho em thấy. Trong thời điểm hiện tại có rất là nhiều những cái chương trình về cộng đồng LGBT rồi. Dạ. Có rất là nhiều những phụ huynh lên thể hiện trải lòng và cũng nhắn nhủ với những người phụ huynh khác có con của mình trong cộng đồng. Em chờ những cái tác động ở ngoài tự nhiên như vậy ảnh hưởng tới ba mẹ của Tony hay là em sẽ nghĩ là mình cũng phải lên một cái phương án nào đó? Dạ, cả hai luôn đó chị. Mà em nghĩ là chắc phải tới cùng một thời gian dài nữa thì ba Tony mới chấp nhận. Có bao giờ em tính làm một cái gì đó đánh lớn kiểu bất ngờ xuất hiện xong rồi nói kiểu giống như những cái bộ phim drama xong tới lúc mà cảm xúc dâng trào lên, bác ơi tại sao bác không chấp nhận con? Em chưa dám nghĩ tới chị, tại vì sợ bà Tony không chấp nhận rồi mất công lớn chuyện á. Sau này thì chắc có thể. Còn mấy chương trình TV mà các em xuất hiện thì sao? Ba dạ. Em cũng có thể dạ. Coi xong rồi tức lắm chị. Khi mà bác tức thì bác có nói? Bác nói với mẹ á, xong rồi cái mẹ kể lại với Tony á. Mà bác có nói cụ thể là tức cái gì không? Tức một cái câu nói nào đó? Dạ, không. Tức chung chỉ là tại sao nó yêu con trai này vậy đó chị. Bên ba mẹ ruột em không biết. Ba mẹ em không biết em đang ở với Sơn nhưng mà chắc cũng phải nghĩ là em đang ở với bạn. Đúng rồi, suy nghĩ là ở với bạn hay nào. Mà chương trình Come Out của mình lên sóng, ba mẹ có coi không? Come Out lần trước thì có. Có coi, xong rồi mình có gọi điện về nhà hay? Quá trời. Là lớn lên nọ xong rồi kêu coi con bà kìa. Nhưng mà em chọn chương trình Come Out để công khai và trước đó là ba mẹ em chưa hề biết luôn. Trước đó ba mẹ em biết rồi nhưng mà kiểu giống như là mặc kệ, giống như là chưa nghe cái gì hết, chưa biết cái gì hết. Ba mẹ thì có một chút xíu giận dữ hả con? Có. Wow. Có một xíu nhưng mà rồi cũng hết. Hết rồi. Thời gian đầu mà lúc mới phát hiện ra với một hai ba lần sau á thì thường là bị ba em từ là không đang nhận làm con nữa rồi đuổi ở nhà.
nghĩ bây giờ bên cạnh sự giận dữ chắc chắn là có sự buồn. Lại có thêm một cái vấn đề nữa, mối quan hệ của tụi em qua năm thứ tư bắt đầu đi vô cái giai đoạn rất là ổn định, thì nó cần phải giải quyết những cái chuyện khác để cho các bậc tiền bối phải hài lòng gì các em nữa, thì mình mới có một cuộc sống vui vẻ thoải mái được, đúng không? Đó cũng là một cái vấn đề ha. Em có nghĩ cái hướng giải quyết của em đã định ra chưa? Em thì em định là khi nào mà đã chắc chắn về cái công ăn việc làm của mình với là sự nghiệp riêng, giống như em muốn có nhà riêng này nọ sẵn, thì em sẽ sẵn sàng nói thêm một hay là nói trực tiếp với ba mẹ em luôn. Có cần phải đợi lâu nữa mới có nhà riêng không? Phải đợi. Nhưng mà nhiều khi ba mẹ có đợi em không? Hiện tại bây giờ em có hay thường xuyên liên lạc với ba mẹ em không? Lâu lâu khoảng chừng một tuần hai tuần thì em về nhà. Lúc về nhà có nói gì tới? Không, thường thì bây giờ ba mẹ em bận á, nói chung là chỉ gặp được một tí xíu thôi, mà ba mẹ đi làm việc riêng, mình em gái em cũng phải đi học, nói chung là về nhà thì cũng không có nhiều. Lâu lâu mình tạo ra cái bữa cơm, có thể mời ba mẹ đi ăn rồi bắt đầu đi du lịch. Thôi thì chúc em làm cho ba mẹ cảm thấy hài lòng, tự tin hơn về em. Bây giờ một cách gián tiếp em gửi lời đến cho bác trai, ba của tụi mình. Em không biết gửi gì luôn á. Mấy sao mình chỉ cần chân thành thôi, nói những cái gì mình suy nghĩ ra. Em có thể nhìn vào máy quay và tưởng tượng dạ, là... Con muốn nói là tình yêu của con về Tony á là thật lòng, với lại rất là chín chắn á, chứ không phải là những tình yêu con nít. Cho nên bác cứ xem tình yêu của tụi con đi được tới đâu và nó đang đi như thế nào. Bây giờ thì bác có thể chưa chấp nhận được, nhưng mà trong khoảng thời gian tiếp theo á, con cảm ơn bác rất là nhiều. Nếu mà bác đồng ý cho con và Tony quen nhau á, con sẽ làm tất cả những thứ gì đó hạnh phúc nhất, tốt nhất đến với cho Tony. Cho nên con mong là bác sẽ đồng ý. Mình có hay khóc không? Không biết lắm chị, mà tự nhiên bây giờ cái tự nhiên nó dậy. Em có nhớ là những cái tin nhắn mà Tony nhắn tin cho em đầu tiên, xong em trả lời thì dần dần á, rồi tới lúc nào thì bạn đó tỏ tình không? Không có tỏ tình, chỉ nói là anh thích em này kia thôi, chứ không có nói là làm người yêu anh nha hay là làm vợ anh nha. Câu đó quan trọng lắm nha. Hai đứa nó tỏ giống như tự nhiên vậy chị, hai đứa tự quy định cho mình là người yêu của nhau luôn. Nếu mà không có tỏ tình là không có cái ngày kỷ niệm. Dạ, tụi em chỉ lấy cái ngày mà tụi em cùng nhau quay lại Đà Lạt á là ngày kỷ niệm. À, là có cái ngày đó. Nhưng mà em không có cần phải có một cái danh hiệu gì hả? Hay dạ, là tự mặc định? Có, nhưng mà cái đó là hai đứa cũng tự mặc định cho nhau luôn rồi. Thì được biết và coi chương trình à Come Out thì hai em cũng có kể về cái lúc mà gặp nhau rồi. Cái ngày kỷ niệm là ngày nào em nhớ? Ngày kỷ niệm chưa. Tại vì lúc quen nhau thường là tự quen nhau chứ không có xác nhận một cái ngày nào. Không có ngày kỷ niệm, nhưng mà em có nhớ đúng cái ngày mà gặp ở Đà Lạt không? Không có nhớ rõ. Với lại không có quy định cái ngày đó. Dạ đúng rồi. Vậy là cái ngày tỏ tình thì là ngày nào? Không có luôn, chưa có chị. Là sao? Em với bạn đó chưa có tỏ tình với nhau luôn. Ủa, tự nhiên gặp nhau xong cái dạo vợ chung vậy? Tự hiểu, giống như là tự nhiên hiểu nhau vậy. Thường các bạn sẽ là gặp nhau xong rồi tỏ tình xong rồi bắt đầu mới quen nhau. Còn đây là gặp nhau xong tự hiểu và tự xác định quen nhau chứ không nói. Hiểu bằng cái gì? Ví dụ như không có lời nói thì phải có hành động. Giống như là một thời gian quen nhau, tự nhiên các bạn giống như là công khai với bạn bè là đây là người yêu này nọ. Xong rồi bạn bè thì mình đi gặp bạn bè, xong bạn bè cứ đốc thúc ở đây là người yêu hả? Mình cứ gật đầu chứ không có nói với nhau. Có khi nào em hay là bạn Sơn cảm thấy cần phải có không? Nhiều khi em cũng muốn làm nhưng mà không có cơ hội. Khi mình quen nhau lâu rồi á thì tự nhiên mình cảm thấy là những cái gì á mình hiểu hết nhau thì mình không biết tặng nhau cái gì với lại làm cái gì với nhau. Để quen nhau lâu thì thường bây giờ giữa các em có những cái hành động lãng mạn dành cho nhau nhiều không? Ít lắm, thường là chỉ cứ tưởng là trai đẹp ở với nhau là lúc nào cũng kiểu màu hồng chứ. Không, cái kiểu chỉ có mình chỉ có chọc quẹo nhau là sống kiểu giống như là cái cặp đôi sống thân thuộc ở chung với nhau đó. Kiểu giống như mình cứ nhìn nhau là mình hiểu nhau, biết là bạn sẽ sắp làm gì nhau. Em rất là hiểu Sơn, em nghĩ là Sơn sẽ thích cái kiểu tỏ tình kín đáo hay là kiểu công khai nhảy flash mob ở ngoài đường. Em thích không? Em nghĩ bạn Sơn là người thích giống như là kiểu lãng mạn vậy đó, một cái bất ngờ vậy.
chút nữa chị cũng sẽ có thời gian ngồi riêng với Sơn, hay là lúc đó là dành thời gian để cho em đi chuẩn bị? Dạ, em cũng có ý định là mua một quà dành riêng cho bạn Sơn để cho tặng xong rồi nhân đó làm mình kỷ niệm luôn. Bây giờ mình sẵn sàng để tí xíu nữa sẽ mang lại bất ngờ cho Sơn ha. Đây, đứng ở đây. Đây. Đây là quà đặc biệt anh dành tặng em. Hôm nay mình sẽ lấy đây làm nghiệp. Tỏ tình đó. Coi như là một ngày tỏ tình, tại vì trước giờ anh chưa tỏ tình thế. Dạ. Dạ, bao giờ. Có đoán thử trong đây là gì không? Chắc mèo quá. Nữa hả? Đó, con mèo. Thứ năm hả? Dạ, quá trời mèo rồi. Tỏ tình là phải có cái câu keyword nha. Nhìn nhau ai nhìn tôi không biết nữa. Sau 2 năm nữa em có đồng ý cưới anh không? Có. Dạ. Quà anh tặng cho vợ. Mở ra đi rồi biết. Trời đất ơi. Cái này trời em... Trời đất ơi. Em đang tìm kiếm nó luôn á. Anh thấy cái máy cũ của em bị hư rồi. Xong rồi em đang đi tìm. Thế anh mua cái máy mới cho em. Nhưng mà cái này có dễ sử dụng không? Đúng. Em cảm ơn anh nha. Hello vợ yêu của chồng. Sau bao nhiêu lâu quen nhau, chồng chưa có món quà gì tặng vợ hôm nay. Chồng gửi tặng vợ một món quà nho nhỏ như cái tên của bé bao của vợ. Chồng xin lỗi đã làm vợ buồn nhiều lần. Nhưng chồng yêu và thương vợ rất nhiều. Chồng yêu vợ. Đến với cặp đôi Sơn và Tony thì các bạn cũng đã nhìn được nhiều hơn và hiểu nhiều hơn về cuộc sống, về công việc và cả những nỗi trăn trở băn khoăn trong chuyện tình cảm của các bạn nữa. Để nếu như các bạn đã từng thắc mắc và lo lắng về họ thì cũng có thể yên tâm nhiều hơn, bởi vì chính họ cũng cố gắng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có cái vấn đề mà bạn Sơn đã chia sẻ. Không phải là Tony không biết, thì không biết là Tony có muốn nói gì với ba của mình trong giờ phút này không? Con rất là yêu thương ba mẹ. Đây là lần đầu tiên con nói là con yêu thương ba mẹ, và ba mẹ hãy hiểu cho con đã lớn rồi. Con cảm ơn ba mẹ của bạn Sơn đã yêu thương con rất là nhiều, giống như một gia đình của mình vậy. Và lời cuối cùng là con cảm ơn ba nuôi của con. Pico Lan Trinh hy vọng là mình sẽ có một tình yêu thật là lớn dành cho tình cảm của các bạn từ phía gia đình của hai bên. Và sắp tới em sẽ đi Úc để gặp ba nuôi của Tony, thì cũng sẽ thật là hạnh phúc được ba ruột của Tony mở rộng vòng tay nữa. Hy vọng ha. Cảm ơn các em đã tham gia vào chương trình. Và đến đây thì Pico Lan Trinh cùng với bạn Sơn, cùng bạn Tony xin chào, xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình sau.